Chào bà, tôi đến để bán chiếc áo. Bà xem đi, áo tuy cũ nhưng mặc rất ấm. Tôi rất quý nó. Ông quý chiếc áo như vậy, tại sao phải bán nó? Tôi cần tiền mua cặp sách cho con trai tôi. Ngày đầu tiên con trai đến trường, tôi muốn cháu được mặc bộ quần áo đẹp nhất, đeo chiếc cặp xinh xắn nhất và những quyển sách mới nhất. Xem ra ông rất thương con trai của mình. Cháu là đứa trẻ may mắn nha, có một người cha tốt. Thôi được, tôi sẽ mua cho ông. Tiền của ông đây. Cửa hàng bán cặp sách và quần áo cho học sinh ở bên kia đường. Hy vọng là ông sẽ mua được những thứ mà ông muốn. Cảm ơn bà. Con trai tôi sẽ rất vui. Đẹp lắm con trai ạ. À, đồ cha mua đẹp quá. Vậy đi học là sao hả cha? Con sẽ đeo cặp đến trường, có cô giáo và những người bạn mới. Con sẽ được cô giáo dạy học và được chơi với các bạn rất vui. Thích quá đi. Nhưng cha ơi, các bạn mới có chê cười con không? Vì con chỉ là một cậu bé người gỗ thôi. Không đâu con trai. Nếu con yêu thương và giúp đỡ bạn bè thì bạn sẽ yêu thương con. Nhưng con muốn được trở thành người thật sự như các bạn. Nếu cháu muốn trở thành người thật sự thì cháu phải luôn ngoan ngoãn, dũng cảm và vị tha.